chơi là một kiểu sử sự sáng tạo từ đôi bằng chân ma thuật của các nhà nghệ sĩ như Ronaldinho, Zidane, Messi, Cristiano Ronaldo. Nếu như ở châu Mỹ Latin, với sự hoa mỹ, kỹ thuật và sự phóng khoáng được thể hiện rất rõ trong lối chơi và phong cách, thì châu Phi mang đến một sự mạnh mẽ, dứt khoát. Còn châu Âu đề cao sự hiệu quả, tính chiến thuật trong từng trận đấu. Châu Á, mặc dù là nền bóng đá còn quá non trẻ, nhưng với tinh thần chiến đấu kiên cường, sự dẻo dai, bền bỉ, một thứ sức mạnh mà không có một châu lục nào có thể so sánh được. Dù có lối chơi hay phong cách khác nhau, thế nhưng tình yêu bóng đá của mọi người trên thế giới dành cho đội tuyển mình yêu quý là không thể nào đo đếm được. Dòng cảm xúc được gội rửa bởi những giọt nước mắt tuôn trào khi đội bóng của họ bị thất bại, hoặc sự hưng phấn đến tột cùng. Khi có niềm tin chiến thắng lóe lên, như cả một tình yêu bóng đá đã ăn sâu vào trong tâm trí của họ. Và rồi, dù chiến thắng hay thất bại, hình ảnh của họ là một biểu tượng sống của tinh thần thể thao, đoàn kết, thân thiện và bất diệt. Những cung bậc cảm xúc ấy không chỉ hiện diện ở những trận đấu mang tầm vóc quốc tế như World Cup, Euro, Champions League, mà nó còn tồn tại ở các giải đấu tại Việt Nam, trong đó có Sun Pharma Cup. Bốn mùa bóng vừa qua với những trận đấu cực kỳ gay cấn và thú vị, những pha ghi bàn đẹp mắt đã làm mãn nhãn người hâm mộ. Với mong muốn tạo ra một sân chơi cho các y bác sĩ dược sĩ trong khu vực để nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu, rèn luyện sức khỏe nhằm cống hiến nhiều hơn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, cũng như nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm đưa nền y học nước nhà lên một tầm cao mới. Năm 2014, Đà Lạt nên gắn kết tình yêu thương, đồng đội, đồng nghiệp khắp mọi miền đất nước như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bệnh viện Tim mạch An Giang, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, Bệnh viện 30 tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Hóc Môn, Bệnh viện Nhân dân Gia đình, Bệnh viện Tâm thần phố Hồ Chí Minh. Sun Pharma Cup lần thứ 5 đã và đang trên con đường tìm kiếm một ngôi vương mới trong lịch sử Sun Pharma Cup. Bạn công tác ở đơn vị nào, nơi đâu, đồng bằng đều có thể quy tụ về đây. Hay thua, tất cả giờ đây đều không quan trọng vì tất cả chúng ta đều là những người chiến thắng. Đều cùng một niềm vui chung, đó là tình cảm đồng nghiệp dành cho nhau, một niềm đam mê học hỏi để có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp y học nước nhà. Thank you.
trình trên đất phù sa cho bạn Phương Thảo trình bày. Xin mời bạn.
cái team vùng Đông Nam Á được góp phần đại diện sân vườn 3 tại Việt Nam. Xin trân trọng kính mời đại diện công ty Sơn Phật Ma cùng 16 vị khách mời chúng ta cùng đứng dậy. Dạ, xin mời quý vị đại biểu và cầm trên tay những cây nến.
Lời đầu tiên xin chúc quý vị hạnh phúc và thành đạt ạ. Xin mời bạn. Yeah.
luôn. Để lãnh đầu xin chúc toàn thể quý vị đại biểu và những thành viên là chúc sức khỏe trong buổi tiệc này ạ.
Ah!
hiện tại đang công tác ở đài bên Việt không nói. Và tôi xin mời các bạn bài cỡ. Mình đẹp lắm. Dạ xin mời anh Ma Số
ty sản phẩm ma hát không được, hát không được. Thank you.
bây giờ tới lượt đội nhà. Đội nhà